cao. Và đặc biệt dòng 810 này nó là thuộc dòng Simernac thì trong cái dòng của Furikio nó chia làm ba dạng thì dòng Simernac thì nó là một trong những cái dòng ghế thuộc cái phân khúc ghế massage à, thư giãn cao bởi vì nó có những cái Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban à, Hôm nay thì Ngọc Gia Ban à, tiếp tục nên một cái mẫu ghế thuộc phân khúc trên 20 triệu Thì à, giới thiệu với các bạn là một à, trong những cái phân khúc trên 20 triệu Thì thực sự là Furikyo AS810 à, Nó là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt Và trong thời gian vừa rồi thì Ngọc Gia Ban à, đã bán à, được khoảng độ tầm 12 chiếc à, thuộc cái dòng này Lý do tại sao mà chỉ trong vòng 2 tuần mà lại bán được nhiều như vậy Là do vừa rồi Ngọc Gia Ban về một cái nô ở dòng 810 này rất là nhiều thì câu chuyện ở đây là ở cái phân khúc trên 20 triệu thì thực sự rằng là nó rất là phù hợp với túi tiền của mọi người đặc biệt theo cái phản hồi của mọi người là thích ở cái dòng này thứ nhất là nó chỉ ở cái phân khúc trên 20 triệu nó phù hợp cái thứ hai nữa là mọi người thích đây là một trong những dòng furikio và quan trọng hơn là khi mọi người mở những chiếc máy của nó ra thì từ chất liệu ra cho đến hình thức mọi người đánh giá rất là cao và đa phần mọi người thích ở dòng 810 này đó là nó có nhiều cái bài đánh tự động Đó là những cái nó có khoảng độ tầm 18 bài đánh tự động kèm theo các bài đánh vùng Và quan trọng là cái chiếc này theo các bạn cũng có thể thấy đây Mười mấy năm rồi nhưng mà nó vẫn giữ được cái sự đẹp của nó rất là tốt Thì tất nhiên ở một chiếc ghế massage mà đã qua sử dụng Thì chúng ta vẫn không thể uh, mong chờ được cái sự hoàn hảo như những chiếc ghế mới tinh Nhưng ở đây các bạn có thể thấy theo thời gian thì những cái điểm như, như da hay là hình thức của nó thì nó còn rất là đẹp và bản này là một trong những bản nó đánh, được đánh giá cao là nhờ nó có cái những cái động tác kéo giãn rồi là có nó có bài bóp vai bóp nưng rồi là gần như là nó có tất cả từ chân cho đến cả uh, vai cổ và đặc biệt nếu các bạn trải nghiệm dòng Furikyo rồi thì các bạn sẽ thấy cái động tác chuyên sâu uh, thiên về vật lý trị liệu của nó thì rất là cao và đặc biệt dòng 810 này nó là thuộc dòng Shimano thì trong cái dòng của Furikyo nó chia làm ba dạng thì dòng Shibunak thì nó là một trong những cái dòng ghế thuộc cái phân khúc ghế massage à, thư giãn cao bởi vì nó có những cái động tác chuyên sâu à, về những cái cái động tác massage để giúp cho cơ thể của chúng ta đỡ đi mệt mỏi cũng như là thư giãn thì đó là một trong những cái điểm mà dòng à, AS810 này nó luôn luôn là vẫn chiếm ưu thế thì các bạn có thể thấy ở đây à, từ cái đời này mà cái động tác chân kéo dài ngắn ra thì nó đã có được rồi tức là nó di chuyển cái độ ngắn dài của chân là nó dựa trên cái cái motor di chuyển của tích hợp trên bảng điều khiển nên là về vấn đề khi mà các bạn ngồi duỗi chân ra thì ở cái dòng 810 này các bạn chỉ cần bấm trên điều khiển thôi là chân nó sẽ tự duỗi ra nó cũng là một trong cái điểm rất là hay của cái dòng af810 này thì ở đây chúng ta sẽ có các bài tự động và các bài đánh vùng thì những cái bài tự động của nó thì nó sẽ có khoảng độ tầm 17 bài là những cái bài toàn thân chuyên sâu về cổ vai gáy bài về nưng và đặc biệt nếu mà các bạn ngồi trải nghiệm cái dòng này thì các bạn sẽ thấy cái phần nâng của nó ấy, nó massage rất là hay và quan trọng là nó kết hợp với cả cái dò tìm huyệt đạo nó đi đến đâu nó chắc đến đấy thì cái bản này nó hay thêm một chút nữa đó là cái phần vai của nó thiết kế rất là rộng nó làm cho chúng ta khi mà massage thì cái túi khí ở vai nó rộng nó ôm sát vào trong cái vai nó tạo cho cái động tác kéo giãn của chúng ta nó dễ chịu hơn thì đó cũng là một trong cái điểm tạo nên cái thương hiệu của dòng AS810 này chưa kể rằng là nó kết hợp giữa cái màu đen và cái màu ghi cũng là một trong những cái đặc điểm để tạo nên cái hình thức bên ngoài của chiếc ghế thì thực sự với phân khúc trên 20 triệu thì các bạn nên lựa chọn cái dòng Fury AS810 này đặc biệt là những ai thích những cái động tác chuyên sâu về vật lý trị liệu thì nó là một trong những cái điểm rất là hay